Mặt trời sáng lạng dạng hướng đông, trùm lên không gian một màu hồng. Vần ông à? Vần này hơi khó nhỉ? Từ từ nhá. Không làm nhưng tôi vẫn có ăn, vô vi tiên thủ ngấn khố tăng. Trời ơi. Hello hello, xin chào mọi người. Tôi đang ở cái khu vực Ocean Monument, cái khu vực thủy cung mà chúng ta đã hút nước ở trong 300 ngày trước. Ở trong cái video đó thì tôi nhận được rất là nhiều những cái ý kiến góp ý của các bạn cách để trang trí cái thủy cung. Vậy nên là trong cái video 400 ngày này, chúng ta sẽ biến cái khu vực này thành ZN Dimension. Đúng rồi đó, tôi sẽ biến cái khu vực này thành một cái pháo đài mang cái phong cách của ZN City. Mà để biết rõ hơn cái quá trình tôi biến hóa khu vực này thì hãy cùng theo dõi nhé. Ây khoan, từ từ, tôi mới mua một cái căn villa ở dưới đáy xã hội tên là Neju Gang. Anh em mà muốn xem cái khoảnh khắc mà tôi không cho lên video thì hãy tham gia cái game này nhá. Còn giờ thì bắt đầu thôi. Trong đầu tôi đã có những cái ý tưởng phác họa lên cái không gian mà tôi định xây dựng sau đây. Đầu tiên là ở cái phần dưới này, nếu như mà là ZN Dimension thì ở dưới này nó phải là một cái gì đó mang cái màu đen tối. Nhưng mà cái khối mang cái màu đen tối thì ở đây tôi không thể tìm được cái khối nào hợp lý cả. Từ từ đã, tôi cần phải qua khu farm đầu Wither để lấy thêm cái sao Nether. Đây là một cái khu vực mà anh Bano đã xây nên là tôi qua dùng ké thôi. Ở dưới khu vực này chính là một cái khu farm con xương đen cho ta một cái số lượng đầu Wither vô hạn. Và vì chưa biết cái giá cả nó như nào thì tôi sẽ trả anh Bano 32 kim cương. Ok, giờ chúng ta sẽ cần phải đi tìm xem cái khối nào mang được cái màu đen tối của gì voi. Tôi đang có mặt ở cái khu chợ ngay cạnh cái shop totem của tôi và đang bay qua nhà tôi lại thấy một cái hiện tượng vô cùng là kỳ lạ nhá. Tại sao cái cửa nhà tôi nó lại mở toang hoang ra như thế này? Tôi lục lại kho đồ của mình và tôi chả tìm được cái khối nào mang cái màu đen tối giống như là cái giờ voi cả. Vậy nên là thôi, tôi lại tạm biệt cái căn hầm bí mật của mình và đi lên một cách rất là khu lạnh như băng mà không cần cố. Cái shop totem của tôi thì bán cũng được phết, tôi thu về được khá là nhiều kim cương. Tôi đi qua lại ZN để xem thử cái gì voi trông nó như thế nào. Ngắm đi ngắm lại một lúc thì tôi nhận ra chẳng có cái khối nào nó giống y hệt cái gì voi cả. Có một cái khối skirt thì nhìn nó hơi hơi giống thôi, nhưng mà cái ánh sáng của cái khối skirt thì nó lại là màu xanh. Tạm thời dừng lại cái việc cái khối nào nó giống gì voi, tôi qua cái khu gì NCT để đóng hộp cái khu này về. Đầu tiên là tôi đặt cho mình một cái đèn hiệu ra, sau đó là từ từ cầm cuốc lên đập từng cái viên gạch gì em ra một, đóng hộp cả cái khu villa này vào cái super box. Chẳng mấy chốc mà cái khu nhà trị giá gần 400 triệu của bọn Sugar đã bị tôi dọn đi hết. Cái khối duy nhất còn lại là một cái khối gạch lẻ loi đang bay lơ lửng ở trên kia kìa. Cái số hàng này lấy được thì nó cũng nhiều phết đấy, nhưng mà tôi thấy là nó vẫn chưa đủ đâu. Chúng ta sẽ còn cần thêm một cái số lượng gạch màu tím khá là lớn nữa nên là... Dành cho những cái người anh em nào chưa biết thì những cái cây này có thể dùng để luộc lên xong rồi craft nó lại thành những cái khối gạch màu tím. Việc cần làm của tôi bây giờ chỉ là chặt mấy cây này xuống thôi. Tôi đã lấy được một stack rưỡi hoa. Tôi tính làm cái máy farm cái cây này cơ, nhưng mà tôi thấy là cái số lượng cây ở đây cũng nhiều phết ấy, nên là thôi chắc không cần làm nữa đâu. Tôi đang đi qua cái hố farm của anh Bro Noob để qua đấy nung nhờ một vài cái món đồ. Anh Bro Noob mới xây cái máy nung này luộc nhanh vô cùng luôn nhá. Theo tôi biết là cái máy nung này cứ 10 giây một stack thôi. Ở đằng sau là cả một cái hệ thống đá đỏ mà tất nhiên rồi. Với con người mà chán không muốn luyện nhanh như tôi thì không thể nào mà lý giải được. Chỉ bất tiện ở một chỗ là cái máy farm này một lần đi nó phải ấn nút một lần nữa, tức là nó không tự động được ấy mấy ông. Nhưng mà bù lại thì cái tốc độ của nó gọi là siêu tốc luôn. Ừ, sau khi luộc xong thì tôi được những cái quả Chorus nở bung như thế này. Và sau khi craft nó lại nó sẽ được cái viên gạch purple. Được khá là nhiều ấy, không đùa đâu nhá. Tôi vẫn sẽ cần phải quay lại ZN một chuyến để lấy thêm vật liệu. Ok, so chắc chắn là chúng ta sẽ cần nhiều hơn cái khối purple lúc nãy mà tôi vừa craft được nên là... Tôi sẽ qua chặt hết tất cả những cái số cây ở trên cái hòn đảo này. Lúc đầu tôi định lấy hoa Chorus xong rồi làm máy farm cơ, nhưng mà nhìn cái số lượng cây ở đây mà xem, trời ơi nó nhiều vô cùng. Tôi đã dành ra một cái khoảng thời gian khá là dài để có thể chặt hết cái đống cây ở đây. Và kết quả bây giờ là chúng ta có được một cái khu đồng không mông quạnh như thế này. Đó, tôi chặt hết toàn bộ cây ở đây rồi. Rồi tôi quay lại cái khu máy nung của anh Bro Noob để luộc hết tất cả cái số cây này lên. Vì là cứ 10 giây là được một stack thôi, nên là tôi cũng không cần quá nhiều thời gian để có thể luộc hết hai dương sugar. Chẳng mấy chốc là những trái Chorus đã trở thành những cái quả Chorus nở bung. Và craft lại tôi cũng được một cái số lượng gạch purple khá là lớn. Vậy là xong cái vấn đề về gạch purple rồi. Giờ chúng ta cần phải khai thác cái khối đá en ở dưới này. Nào khoan, từ từ nha. Tôi cần phải set up một cái đèn hiệu ở đây đã để lấy cái hiệu ứng đào nhanh 2. Ok, xấu. Tôi biết là cái đá en nó cứng rồi, nhưng mà đào nhanh 2 đấy cu. Sao nó vẫn chậm thế nhở?
chậm vách cả nôi. Tôi thực sự không hiểu là vì một cái lý do nào đó mà một cái thế lực nào đó mang cái sức mạnh vô cùng lớn đã tạo ra cái loại đá en nó lại cứng như thế này. Đào nhanh hai rồi mà nó vẫn đào chậm vách cả nôi. Tôi mất khá nhiều thời gian để đập đá rồi nhưng mà chỉ đào được một phần rất là nhỏ. Ok, tôi nghĩ là nếu mà tôi cho nổ bằng TNT nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà giờ bay về nhà xong rồi đúp cast, ngồi tìm creeper giết xong rồi lấy TNT thì nó lại mất thời gian quá. Nên là thôi, dù gì cũng lỡ rồi, cầm cuộn lên và đập đá thôi tôi ơi. Vậy là tôi lại mất thêm một cái khoảng thời gian khá là dài nữa cho cái việc đập đá en. Tôi thề là tôi không muốn khai thác lại cái loại đá này lần nào nữa đâu. Tôi cầm cúp lên và đập mòn mỏi gần như là hỏng cả cúp. Mà giỏi lắm thì tôi cũng chỉ đào được hơn 3 dương su cờ thôi. Thôi tôi nghĩ là 3 dương su cờ cũng đủ để xây dựng rồi. Giờ tôi muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh này lắm rồi. Cái anh Enderman này, tôi bảo nhá, động vào người và đập đá xong là không phải là một cái lựa chọn khôn ngoan đâu nhá. Ôi, di chuyển ghê phết nhở. Anh này chắc là vừa nghe được cái lời thì thầm của đá rồi. Trước khi đi tìm thêm bất kỳ món nguyên liệu nào nữa, tôi sẽ cần phải đi sửa cái cúp của mình. Thế là tôi mới quay lại khu đôn đất thịt heo mà tôi đã xây ở trong video 200 ngày để sửa cúp. Và bất ngờ chưa ông già, anh Bano đứng đây từ chiều. Đây là cái máy farm mà tôi và anh Bano cùng xây nên là anh ấy đứng đây cũng hợp lý thôi. Nhưng mà giờ tôi cần dùng rồi. Thôi thì để em cho anh ở dưới này nhá. Anh cứ ở dưới đấy đi. Nó không phải là ở dưới đáy xã hội đâu mà lo. Nhưng mà tôi hỏi anh em câu này nhá. Giờ farm MU lên trên hết rồi nên là ở dưới đáy xã hội chắc là còn nhiều chỗ lắm nhở. Sau khi hút cho mình cả đống kinh nghiệm thì tôi hí hửng bay trở về với hai cái cúp còn mới nguyên. Tôi bắt gặp một anh dân làng đi lung tung, hình như anh ấy là vút giờ đi lạc lên trên đây. Nhưng mà anh ơi, ở dưới đây còn nhiều chỗ mà, anh lên đây làm gì? Anh ấy trở lặng mình, nhìn tôi không nói câu nào. Tôi đột nhiên cảm thấy một cái sự cảm thông dành cho anh. Tạm thời là những cái vật liệu dùng để chuyển đổi cái thủy cung này giờ đã ok hết rồi. Tôi sẽ phá cái beacon cũ này ra để di chuyển nó tới một cái chỗ khác để tính thẩm mỹ nó cao hơn. Tôi sẽ để nó ở phía dưới này, ở ngay cái khu vực chính giữa trung tâm luôn. Chúng ta vẫn sẽ cần cái hiệu ứng đào nhanh để có thể phá cái block và thay thế nó nhanh hơn. Yo, what the... Để không có những cái vụ việc như vừa rồi xảy ra, tôi sẽ cần phải thắp sáng cả cái khu này lên. Ok, xấu. Ý đồ của tôi bây giờ là biến những cái khối gạch lăng trụ biển ở đây thành những cái khối purple. Còn cái khối lăng trụ biển thì sẽ được thay thế bằng cái gạch đá gì em. Còn về cái đèn lăng trụ biển thì tôi sẽ để đến cuối khi nào làm mới nói. Cho nó bất ngờ. Ok, công việc đầu tiên, tôi sẽ cần phải thay thế những cái khối purple này vào những cái chỗ nào mà có cái khối gạch lăng trụ biển. Mấy cái chỗ nào mà kiểu dài thẳng cao cao lên tôi sẽ dùng cái khối cột trụ. Còn cái chỗ nào bằng phẳng thì mình cứ dùng cái khối bình thường mà xây thôi. Cái khu vực đầu tiên mà tôi xác định để biến đổi đó chính là cái chỗ khu farm garden của tôi, khu farm những cái con cá giám hộ. Lúc chưa làm thì tôi cứ nghĩ là cái việc này nó đơn giản với cả nhanh lắm, nhưng mà làm rồi mới thấy là nó cũng lâu phết mấy ông ạ. Sau khi biến đổi tôi được một cái ô farm cá nhìn nó như thế này, nhìn nó cũng gọi là ra cái dáng của cái NCT đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt tay vào cái việc biến đổi những cái lớp ở dưới, những cái khối gạch của cái thủy cung chính. Chúng ta sẽ cần phải phá những cái lớp gạch cũ này ra và thay vào đó là những cái khối màu tím. Những cái block này cũng sẽ phải phá ra và thay vào đó là những cái khối gạch đá gen. Nói chung là công việc chỉ có thế thôi. Giờ chúng ta sẽ cần phải thay thế toàn bộ cái thủy cung này từng block một y như tôi vừa nói. Sau một thời gian xây dựng khá là dài, tôi được một cái thành quả như thế kia. Anh em nhìn xem có được không? Tôi nhìn là thấy ok phết, ổn áp phết. Trong cái quá trình xây dựng thì tôi không tìm thấy bất kỳ một cái dấu hiệu gì gọi là cái sự bất ổn ở đây cả, nên là làm tiếp thôi nhỉ. Vừa rồi mà anh em nào dân chơi ấy, nghe phát biết nhạc đấy là nhạc gì luôn. Thật, tôi vừa cho anh em quay trở lại một vòng tuổi thơ đấy. Anh em nào mà thắc mắc thì đây là cái mod thoát hồn ấy. Anh em có muốn sử dụng cái mod này không thì hãy comment ở phía dưới nhé, để tôi chia sẻ cho. Giờ tôi chỉ còn cái phần phía dưới này thôi. Chúng ta chỉ cần đập nốt ra thay thế cái phần phía dưới này là nhìn cái thủy cung nó ok lắm rồi. Vậy là từng cái viên gạch đá lăng trụ biển cuối cùng, gần cuối cùng đã được tôi phá ra và thay thế vào bằng những cái khối gạch purple. Anh em có cảm giác như thế nào khi mà từ từ chứng kiến cái khu vực thủy cung dần dần biến thành một cái công trình như kiểu là gì NCT? Chứ như tôi là tôi thấy nó đã phết, không đùa đâu nhá. Một vài anh em nào mà tinh ý hoặc là tinh tai ấy, có thể nghe thấy những cái tiếng nhỏ nhỏ cái như kiểu như này này. Thì tức là tôi đang vừa đi kéo niềng răng và tôi đang phải chịu đựng cái cảnh mà vừa nói vừa trong cái cảm giác đau răng vãi hình. Anyway, chúng ta hoàn thành rồi anh em, giờ hãy cùng ra xem thành quả thôi nào. Trời ơi, vĩ đại quá.
ai xây công trình này ấy này, trời ơi. Tôi thề cái công trình này mà Mojang cho thêm vào ở dưới gì en ấy, xong rồi có mấy con cá gì en nó bơi bơi ấy, thế thì rõ ràng nó phải thế giới vô cùng nhá. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu tại sao là các bạn không thích tôi biến hóa cái thủy cung thành NCT ấy. Ừ, các bạn comment ở dưới khá là nhiều là tôi biến hóa nó thành Nether. Có khá là nhiều comment bảo tôi là bắt chước Big Shark, bắt chước Lộc Tsutaki để trang trí, nhưng mà tôi chẳng muốn bắt chước ai cả. Anyway, giờ chúng ta chỉ cần trang trí lại, thay thế lại mấy cái cột ở dưới này là hoàn thành thành công mỹ mãn rồi anh em. Nhìn mấy cái cột như này thôi nhưng mà cũng mất của tôi hơi nhiều thời gian đấy nhá, không đùa đâu. Vậy là giờ thì từng cái viên gạch cuối cùng của cái thủy cung đã được tôi thay thế bằng những cái khối purple. Sau khi tôi hoàn thành mấy cái cột này thì bề ngoài của cái thủy cung này đã được chuyển đổi hoàn toàn sang NCT. Ừ, tôi nói là bề ngoài thôi nhá, chứ ở trong người chưa. Nhưng mà nhìn nửa ngoài xem mấy không? Trời ơi, thay thế mấy cái cột thôi mà nó tạo ra cái sự khác biệt rất là lớn nhá. Còn cái phần lớp sàn năng trụ biển thì tôi sẽ phải thay thế sau, tại vì tôi còn một vài cái xây dựng ở phía dưới nữa. Tôi sẽ cần phải làm lại cái cổng vào này, tại vì tôi muốn cái cổng vào nhìn nó sang chảnh một tí. Ok, giờ tôi đã hoàn thành cái phần bề ngoài rồi. Theo tôi thấy là nó nhìn cũng được của nó rồi đấy. Giờ tôi chỉ cần hoàn thiện cái phần ở trong, rồi sau đó là làm cái phần ở phía ngoài nó giống như là gì voi, thì nó sẽ gọi là Supercalifragilisticexpialidocious luôn. Tôi sẽ cần phải lên trên cao này để thay thế một vài cái khối lặt vặt ở trên này nữa. Yeah, mình sẽ cần phải phá một cái khối này ra. Hello, hello. Oh, tự nhiên tôi lại gặp một anh thương nhân bán đồ ở đây nè. Không biết là vì cái lý do gì mà anh ấy có thể spawn ở trên một cái đèn hiệu này. Tôi nghĩ là tôi nên kệ anh ấy và quay trở lại làm việc thôi. Sai, that is wrong number. Và yep, chúng ta đã gần như hoàn thành cái quá trình biến đổi cái thủy cung này rồi. Tôi cứ bị lo lắng là kiểu khi mà tôi phá cái thủy cung ra ấy thì mấy cái bọn cá bọn nó không spawn ăn nữa. Nhưng mà có vẻ như là tôi lo lắng thừa thãi rồi thì phải. Thì ý đồ của tôi bây giờ đó chính là làm những cái khối ở dưới này bằng những cái khối skirt, kết hợp với đó là một vài cái lớp kính màu đen để tạo ra cái hiệu ứng huyền ảo của Zivoy. Anh em nhìn cái khu vực rộng lớn này xem, anh em muốn thấy tôi đau khổ đúng không? Ừ thì sắp rồi đó. Để có thể lấp hết toàn bộ cái khu vực này, tôi sẽ cần phải một cái số lượng kính nó lớn vô cùng, nên là tất nhiên rồi, mỏi lưng đau gối tê tay. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho tôi một like một sub, chứ tôi nhìn cái bảng này à, tôi vừa làm video tôi vừa khóc luôn á. Trời ơi. Anyway, chúng ta có một ít cái khối skirt ở đây và yep, chắc chắn là không đủ rồi. Tôi sẽ làm trước những cái viền ngoài tôi định hình trước để xem là có ok không ý. Tôi nghĩ là tôi sẽ không lấp hết vào đâu. Mấy cái phần ở trong này tôi sẽ không lấp và để nó thành cái đá như thế này, còn ở ngoài tôi sẽ lấp vào. Ừ, như vậy cho nó đỡ tốn công. Nhưng mà để chắc chắn hơn, tôi sẽ cần phải sang cái thế giới sáng tạo của tôi để tôi test trước thử. Tôi sẽ dùng một vài khối lệnh đơn giản để xây ra một cái hiệu ứng gọi là cái hiệu ứng khói sương mờ ảo. Ừ thì nó là cái hiệu ứng sương mù, nhưng mà khói sương mờ ảo nghe nó hay hơn mà. Anyway, sau khi xây xong thì tôi được một cái hiệu ứng như thế này. Tôi thấy là nhìn nó cũng ok phết. Tuy là nó không được một cái hiệu ứng như kiểu là cái hiệu ứng gì voi thực thụ ấy, nhưng mà tôi có cảm giác như kiểu là mình đang đi trên một cái lớp. Ok, tôi nghĩ là mình nên thêm shader vào. Cái này mà không bật shader thì nó hơi bị xấu. Nhưng mà nhìn như này tôi thấy nó cũng giống kiểu như là nước màu đen phết. Ừ, nó cũng khá là giống gì voi. Giờ tôi sẽ bắt đầu tái hiện lại y hệt cái hiệu ứng vừa rồi ở trên cái công trình này. Tôi sẽ cần phải quay lại cái khu gần ở dưới đáy xã hội, xuống cái phần deep dark biome để lấy những cái khối skirt. Cái chỗ này là ở trong cái video 100 ngày là bọn tôi đã thám hiểm rồi, nên là nó rất là an toàn luôn. Tôi sẽ cần phải lấy một cái số lượng đáng kể những cái khối skirt này về. Tôi đã lấy được cho mình một cái số lượng vừa đủ cái khối skirt, và tôi mong là cái số lượng này sẽ đủ cho tôi lấp cái sàn ở chỗ thủy cung. Tôi nhanh chóng quay trở lại khu vực thủy cung và kẻ ô bắt đầu lấp lại những cái chỗ cần lấp. Tôi cứ ngỡ rằng một cái dương su cờ đầy những cái khối skirt như vậy là đã đủ với tôi lấp lại cái phần sàn ở dưới rồi, nhưng mà game say no. Với một cái số lượng khối skirt ở trong cái dương su cờ như vậy thì tôi chỉ lấp được một cái khu vực khá là nhỏ thôi. Mấy ông ơi, tình hình là tôi vừa dùng hết cả một cái dương su cờ mà tôi chỉ lấp được có 1/5 cái thủy cung. Chúng ta sẽ cần thêm một cái số lượng khối skirt rất là lớn, và tất nhiên rồi, farm tay không như vừa rồi là không đủ. Tôi mới phát hiện ra một cái phát hiện nữa, đó chính là quái vật có thể spawn ở trên cái khối skirt này. Tức là sao? Tức là khi mà chúng ta xuống đây xây dựng tiếp thì sẽ phải chịu cái cảnh đó chính là nguy hiểm rình rập. Bất kỳ một cái lúc nào cũng sẽ có cái nguy cơ là có một cái tên da xanh đi sau rình rập chúng ta, sẵn sàng nổ và cho chúng ta một cái vé isekai sang cái thế giới khác. Và tất nhiên rồi, tôi cũng như các bạn thôi, không muốn cái điều đó xảy ra một tí nào cả. Bây giờ chúng ta có hai cái phương án, đó chính là vừa đi vừa xây vừa cắm lại đuốc để đảm bảo cái nguồn sáng để cho bọn quái vật bọn nó không spawn được. Phương án thứ hai đó chính là vừa xây vừa ốp thêm một cái lớp kính ở trên, tại vì bọn quái vật bọn nó không spawn ở trên kính. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái phương án thứ hai, tại vì kiểu gì tôi chẳng phải lấp thêm một vài cái lớp kính vào. Tôi về lại cái kho đồ của mình để lấy thêm đồ, và tôi nhìn thấy một cái món quà từ anh Bano. Anh Bano đã tặng tôi một cái đèn hiệu. Tôi nghĩ trong đầu là ngon, nhưng mà tại sao anh không tặng em sớm hơn? Em lỡ mua của anh 32 kim cương ở đầu video rồi. Và trong cái lúc đang tìm nguyên liệu thì tôi nghe thấy những cái tiếng lùm xùm đang nói chuyện ở phía trên. Thế là tôi cũng hiếu kỳ, tôi lên ngóng thử.
Đâu? Ở kia. Em đang làm gì? Chị chào hỏi em đó. Ôi cái gì đấy? Em chào hỏi. Em chào hỏi. Tôi sẽ cần phải thu thập đủ toàn bộ những cái khối nguyên liệu này để có thể làm một cái máy farm cước tự động. Thực ra nguyên liệu tôi cũng có gần hết rồi, tôi cũng không mất thời gian lắm. Tôi sẽ cần thêm một vài cái đá thạch nhũ ở đây. Và tôi cần một cái thẻ tên để đặt tên cho con Endermite. Nó sẽ tên là... Yep, perfect. Supercalifragilisticexpialidocious. Và tôi sẽ cần phải mua len ở shop của chị Yuki. Nhưng mà chị Yuki lại không để giá ở đây, nên là chắc là len miễn phí rồi. Sau khi có đủ vật liệu, tôi quay lại Nether để làm cái máy farm scope. Nhưng mà bất ngờ chưa ông già, tôi lại gặp những cái người anh em đang đánh rồng ạ. Chàn bum 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 bum. Ôi giời ơi, cái gì đây? Thấy mấy anh ấy khó khăn quá nên là thôi, tôi đành ở lại giúp một tay. Sau khi hạ được con rồng rồi thì tôi cũng cùng mấy anh nghĩ sang một cái NCT mới, kiếm thêm một vài cái dương sugar. Rồi tôi nhanh chóng quay trở lại cái đảo chính để bắt đầu công việc xây dựng cái máy farm scope. Tôi sẽ cần phải xây dựng cái máy farm này ở một cái nơi rất là xa cái đảo chính, đâu đó khoảng tầm hơn 100 block. Xa cái đảo chính tầm 10 trăng thì tôi nghĩ là ok rồi, giờ thì bắt đầu xây thôi. Nói cho anh em dễ hiểu thì cái máy farm này thực ra là sự kết hợp của một cái máy farm đá cùng với một cái máy farm enderman. Đầu tiên thì tôi sẽ cần phải xây hai cái máy farm đá tự động ở hai bên, là một cái hệ thống AFK tự động cùng với đó là hai cái khối tạo ra cái khối scope. Ở trên thì tôi xây một cái máy farm enderman đơn giản thôi. Sau khi hoàn thành xong cái máy thì tôi có thể đứng ở đây treo máy để farm tự động được. Tất cả những gì anh em cần làm là giữ chuột và ấn phím F3 cộng T, sau đó thả chuột ra để nó ấy auto. Thực ra là cái máy farm này nó cũng không nhanh hơn là tôi farm thủ công là mấy, nhưng mà đối với người lười như tôi thì đứng yên một chỗ mà vẫn có khối scope để dùng thì nó là cả một cái thiên đường rồi. Tôi sẽ ở đây để giải thích cho những cái người anh em chưa hiểu cái cơ chế hoạt động của cái máy này. Enderman từ phía trên sẽ rơi xuống cái đá thạch nhũ và chết, sau đó là cái khối này nó sẽ cảm biến để tạo ra những cái khối scope ở dưới. Sau khi cái khối đá ở dưới biến thành cái khối scope thì tôi chỉ cần dùng cuốc đập ra thôi. Đập ra xong thì cái máy farm đá sẽ ẩn đá ra một cách tự động để thay thế cho những cái khối đã mất. Có cái khối đá ẩn ra rồi thì Enderman chết lại làm nó chuyển đổi. Mà chuyển đổi được rồi thì tôi chỉ cần ở dưới đập ra thôi. Đó. Nhưng có một cái điều đáng lưu ý của anh em khi mà anh em xây cái máy farm này, đó chính là nó farm rất là nhanh. Nhanh đến cái mức mà tôi hỏng cuốc lúc nào tôi không biết luôn. Ui anh em ơi, tôi không để ý tôi làm hỏng sư nó cái cuốc hiệu suất 5 mềm mại triệu hỏng 3 rồi. Nhưng mà đổi lại thì tôi được một cái số lượng khối scope khá là nhiều. Nhiều vô cùng luôn nhá, không đùa đâu. Còn về câu chuyện cái cuốc thì tôi đã dự trù sẵn rồi. Tổng cộng những cái khối scope tôi có được đó là hơn 4 dương sugar. Tôi nghĩ là cái số này cũng đã thừa để tôi làm cái sàn rồi. Thứ chúng ta cần tiếp theo đó là kính. Rất là may mắn là lần trước lớp thủy công người tôi có khá là nhiều cát rồi. Nhưng mà kính tôi dùng là kính màu đen. Mà kính màu đen thì chúng ta cần thêm túi mực. Nên là tôi sẽ phải ra ngoài biển để đi sát sinh một vài anh bạn mực. Ok, với tôi thì farm túi mực theo cái cách này nó hơi bị chậm ấy. Tôi hiện tại đang ở bên cái máy nung của anh Brunup để chuẩn bị nung toàn bộ cái số kính của tôi. Nó cũng ít thôi mà, đâu đó có 5-6 dương chứ mấy. Tôi làm theo y hệt cái chỉ dẫn của anh Noob. Tôi ấn nút xong rồi ra ngoài ấy cần gạt 2 lần để nó có thể tự động nung lại. Tôi có thể AFK ở đây, không cần phải ấn nút nữa. Nhưng mà nó hơi lạ một tí. Có vẻ như là tôi vừa làm hỏng thêm một cái máy farm nữa của anh Brunup rồi. Rõ ràng là anh Brunup bảo là ấy cần gạt này mà. Giờ không những nó không chạy auto mà nó còn không hoạt động nữa cơ. Trời ơi, có lẽ là những cái cỗ máy quá nhiều đá đỏ phức tạp thì nó không phù hợp với tôi rồi. Thôi thì hết cách, tôi đành ngập ngùi cầm kim cương sang dùng cái dịch vụ lò nung lò của Deadpool. Nung 5 stack thì tốn 1 kim cương. Nung hết chỗ này chắc là tôi phá sản mất. Nhưng mà thôi, dù gì tôi cũng làm hỏng cái máy farm của anh Brunup rồi, nên là đành ngập ngùi cho kim cương vào đây vậy. Cái lò nung lò ấy lâu hơn của anh Brunup khá là nhiều, nên là tôi cũng phải ngồi chờ khá là lâu. Trong lúc ngồi chờ thì tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ra ngoài ngắm trăng. Server bây giờ vắng lặng, chẳng còn ai ngoài mình tôi ngồi farm kính. Đó là lý do mà đây sẽ là tập cuối của series VCraft nhá. Ừ. Sau khi ngồi dài cổ đợi nung xong kính thì tôi ngay lập tức bay sang Zien. Tại sao tôi lại sang Zien ư? Tại vì tôi mới phát hiện ra một cái máy farm nữa của anh Brunup. Tôi sẽ cần phải đi về hướng đông, đi về cái hướng mặt trời mọc để tìm cái máy farm hoa hồng quy thờ. Đây rồi, cái máy farm đây rồi. Cái máy farm này là anh ý xây, tôi chỉ sang dùng ké thôi. Tôi đã đứng treo máy một lúc ở cái máy farm này để lấy được cái số hoa hồng quy thờ cần thiết. Anh em nào mà không biết thì chúng ta có thể làm thuốc nhuộm đen từ hoa hồng quy thờ. Hai cách này thì nó nhanh với cả hiệu quả hơn nhiều so với cái việc là tôi phải ra ngoài biển đi tìm và chặt từng cái con mực một để lấy túi mực. Vậy là vấn đề về nguyên liệu cái kính màu đen đã được giải quyết. Giờ thì những cái lời đàm tiếu qua loa linh tinh làm sao mà có thể cản bước được tôi nữa. Tôi sẽ cần phải lấp lại nốt toàn bộ cái bề mặt sàn này bằng cái khối scope, sau đó là phủ lên trên bề mặt một cái lớp bằng cái kính màu đen. Vì tôi phải phủ một lúc hai lớp liền nên là nó sẽ mất khá là nhiều thời gian đây. Thôi thì không liên tuyên nữa, bắt đầu thôi. Tôi tính là không làm cái lớp ở trong này đâu, nhưng mà anh em nhìn cái hiệu ứng xem. Trời ơi, cái hiệu ứng nó phản chiếu cái đèn ở trên lại, nhìn nó đẹp vô cùng. Thôi thì vì cái đẹp mà,
những cái công trình marketing thẩm mỹ cao luôn cần một cái sự đầu tư nghiêm túc và xứng đáng. Nhìn cái sàn nhà phát sáng lên như vậy, ai mà không muốn đúng không ạ? Lại bảo không đẹp đi, trời ơi đẹp quá. Nhưng mà anh em biết gì không, tôi lại hết khối skirt rồi. Tôi vẫn phải sang đây để farm thêm ạ. Trời ơi, 3 dương su cờ vẫn không đủ. Và tôi cũng phải đi đúc thêm cát tại vì tôi dùng hết sạch cát rồi. 5 dương cát tôi dùng hết sạch trong cái lần đầu tiên. Trời ơi, và thế là tôi lại tốn thêm cả mớ kim cương và cái lò nung lò của Deadpool. Lần này tôi nung nhiều gấp đôi lần trước, nên là nhìn từng cái viên kim cương đi vào dương của người ta mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa hồn lìa khỏi xác. Tôi qua lại cái shop tô tầm của mình để xem cái tình hình buôn bán nó thế nào và không một ai mua đồ cả. Đồ còn y nguyên, trời ơi. Mà để thúc đẩy mọi người mua hàng nhiều hơn thì tôi đành phải cắn răng chịu đựng mà hạ giá xuống. Thời gian trôi qua, tôi nung xong 1 dương kính, 2 dương kính, 3 dương kính, 4 dương kính và 5 dương kính. Tôi hí ha hí hửng mang kính và khối skirt về để hoàn thành công việc. Tôi nói dối đấy, tôi mệt vãi nổi. Mấy ông có thấy tôi đau khổ đúng không? Đó, tận hưởng đi. Và cuối cùng thì tôi đã hoàn thành rồi anh em. Cái lớp đầu tiên, nhìn cái hiệu ứng mà nó đem lại mà xem, trời ơi đẹp quá. Ý tôi là sau cái khoảng đấy thời gian bao nhiêu công sức tôi xây mà nó không đẹp thì tôi lại hối hận vãi nổi. Và sau cái lớp đầu tiên này, tôi rút ra một cái kinh nghiệm, đó chính là một cái lớp kính ở đây tốn 5 sucker box phun kính. Tức là sao? Tức là để hoàn thiện được cái công trình này thì chúng ta cần rất nhiều kính hơn nữa. Chúng ta còn 3 lớp nữa cần phải xây, 3 cái tầng đau khổ nữa. Ừ, để tiết kiệm thời gian và nguyên liệu xây dựng thì 3 cái lớp ở trên này tôi sẽ không xây full đâu. Tôi sẽ chỉ xây những cái viền ở ngoài để nó đỡ bị lộ, là những cái phần ở trong nó rỗng thôi. Nếu như mà làm như vậy thì theo tôi dự đoán tôi sẽ chỉ cần 3 dương su cờ ở một lớp thôi. Tôi bắt đầu áp dụng vào xây thêm cái lớp tiếp theo và đúng như tôi dự đoán, nó chỉ tốn của tôi có hơn 3 dương su cờ thôi. Vậy là tôi đã tự giảm được cho mình 40% khối lượng công việc rồi. Tuy là giảm được như vậy rồi nhưng mà thú thật là trong lúc xây dựng công trình này tôi cũng rất stress, tại vì công trình này nó to vô cùng. Vậy đây là tôi đã chọn cách giải tỏa. Đúng vậy, giải tỏa vào người Bano. Tôi đã hoàn thiện được 2 lớp rồi, chúng ta chỉ còn lại duy nhất một lớp cuối cùng thôi. Ui, anh em thấy không, 2 lớp thôi mà nhìn nó đã ok như thế này thì lúc hoàn thiện nó còn đẹp như nào nữa. Nhưng mà tôi lại hết kính rồi, nên là tôi sẽ phải đi đúc thêm cát. Lần này tôi muốn đúc một lần xong rồi dùng thoải mái luôn, nên là tôi đúc hẳn 7 sugar box toàn cát. Và tôi cũng gọi mọi người vào trong server nhờ sang sửa cái lò nung của anh Brunup để tôi có thể nung nhanh hơn. Tôi phát hiện ra một điều là anh Brunup có khá là nhiều kính không dùng, nên là tôi giúp anh ý tôi tiêu thụ hộ. Sau một thời gian khá là lớn đứng nung cát thì tôi cũng đã nung được một cái số lượng cát khá là lớn, gọi là dùng thoải mái từ nay về sau luôn. Tôi quay trở lại cái thủy cung lổ của mình để hoàn thành nốt cái công trình còn dang dở. Lúc này tôi chỉ nhẩm trong đầu là cố lên tôi ơi, cái tầng đau khổ này sắp qua rồi, hết cái tầng này thôi là mày sẽ được giải thoát. Và thế là tôi bắt tay vào hoàn thiện luôn cái lớp kính cuối cùng để tạo ra cái hiệu ứng sương mờ huyền ảo. Và đây chính là thành quả của tôi sau một thời gian dài cố gắng xây dựng. Giờ nhìn lại nó cũng chẳng huyền ảo lắm, chắc là tôi mệt quá tôi mất hết cảm hứng rồi. Tôi vẫn còn một cái lớp cuối cùng ở bên trong, đó chính là cái lớp sàn. Lúc này tôi đang đứng giữa hai cái luồng ý kiến, một là lấp lại trên cái lớp kính này một cái lớp gạch đá en, hai là để nguyên như vậy cho nó đẹp. Tôi thì là một con người luôn thích cái sự huyền ảo, nên là để luôn cái lớp kính màu đen như này thì tại sao không nhỉ. Nhưng mà từ từ nhá, chưa xong đâu. Tôi thấy cái đèn này nó vẫn kiểu xấu xấu ấy, nó vẫn còn lại cái màu xanh xanh của cái gạch lăng trụ biển ấy, nên là tôi quyết định là phá hết cái đống đèn này đi để thay thế bằng một cái loại đèn khác. Tất cả đều đã được chuyển đổi rồi, trừ cái hệ thống lọc đồ này nó có một vài cái chỗ đá đỏ nên là tôi cũng khá là lười phá. Giờ thì toàn bộ cái thủy cung nó được biến đổi rồi, tôi chỉ cần tìm thêm một cái loại đèn nào mà nó phát ra một cái ánh tím ấy thì cái thủy cung này phải gọi là supercalifragilisticexpialidocious luôn. Và trong Minecraft bản 1.19 mới đây đã có thêm một cái khối đấy đáp ứng đủ cái nhu cầu và cái mong muốn của tôi, đó chính là cái khối đèn X. Và cái khối này sẽ cần phải xây một cái máy farm đặc biệt. Và tất nhiên rồi, đèn X thì chúng ta cần có X. Tôi sẽ cho cái bọn này ăn cái quả bóng của tôi. Ý tôi là quả bóng chất nhờn ấy. Anh em nghĩ cái gì ấy? Sau khi ăn xong thì bọn này sẽ đẻ trứng ở trên nước, rồi sau đó trứng sẽ nở ra nòng nọc và tôi sẽ phải dùng xô để bắt cái bọn nòng nọc này vào. Tôi sẽ cần phải ra cái khu sa mạc để con nòng nọc này nó lớn lên, nó thành con ếch màu trắng. Tùy vào cái khu vực, cái biome mà con nòng nọc nó lớn lên thì nó sẽ ra những cái con ếch có những cái màu khác nhau. Đó, như kiểu là ở sa mạc, ở cái vùng nóng thì nó sẽ lớn lên và thành cái con ếch màu trắng. Và tôi sẽ phải dắt cái bọn ếch này qua cái chỗ để làm máy farm. Chúng ta sẽ cần phải ở một cái khu vực châu thổ ba gian, không cần rộng lắm nên là cái chỗ này tôi nghĩ là ok rồi. Tôi xây tạm trước một nửa cái máy farm để làm cái chỗ cho bọn ếch nó ở, chứ để ở trên này bọn nó nhảy lung tung thì cũng mệt lắm. Cái máy farm này còn yêu cầu thêm có 2 anh golem đứng ở trong một cái ô nhỏ xíu này. Tôi đã đánh dấu cái khu vực này vào rồi, giờ tôi sẽ cần phải đi tìm thêm những con ếch màu khác. Tôi qua khu nhà của chị Yuki, cái khu tuyết, để lấy những con ếch màu xanh rồi dắt nó vào trong cái máy farm. Tôi qua cái bên cổng ngọ môn của anh Brunup, cái khu vực này là cái khu vực tôi cũng chẳng biết nữa. Nói chung là tôi qua đây để lấy những con ếch màu cam, nó như cái khu đồng bằng bình thường thôi. Và rồi lại dắt nó về chỗ máy farm. Đây là lần dắt cuối cùng rồi nhá, không còn lần nào nữa đâu. Ok, vậy là tôi đã có đủ 3 màu, mỗi màu 4 con ếch.
tổng cộng là 12 con ếch ở trong cái máy farm của tôi. Sau khi có ếch xong xuôi rồi thì còn đợi gì mà không hoàn thiện được cái máy farm thôi. Cái máy farm này hoạt động tôi đánh giá là khá là ok, trên ổn. Cái cơ chế hoạt động của cái máy farm như sau: đầu tiên là spawn ra bọn magma ở phía dưới, sau đó là mấy chú magma sẽ bị thu hút bởi mấy cái anh người sắt cao to lực lượng, mấy cái anh người sắt sẽ xử lý mấy cái chú magma to để mấy cái em magma nhỏ bị rơi xuống, rồi sau đó là bọn ếch nó sẽ xử lý cái phần còn lại. Mấy con ếch thấy magma nhỏ thì nó sẽ nuốt vào xong rồi ẻ ra một cái đèn ếch. Ê ôi, nhưng mà tại sao lại thế nhở? Anyway, dù sao tôi cũng chỉ cần đứng ở trên này và tồn tại thôi, tôi chẳng cần phải làm gì cả. Sau một thời gian khá là dài đứng AFK treo máy thì cái máy farm này đem lại cho tôi một cái số lượng đèn ếch khổng lồ. Anh em nhìn xem, nhìn có nhiều không? Anh em tưởng vậy là hết rồi ư? Không, nhìn đây này, trời ơi, nhiều vô cùng luôn nhá, không đùa đâu. Với cái số lượng đèn như vậy thì tôi đã thừa dùng để trang trí hết toàn bộ từ trong ra ngoài của cái thủy cung. Tôi tưởng là nó tốn nhiều đèn lắm cơ, nhưng mà thực ra thì nó cũng chẳng tốn nhiều lắm. Anh em đếm thử nhá. Ok, hoàn thành rồi anh em, còn thừa cả đống đèn luôn. Anh em nào mà vừa rồi đếm được tôi dùng bao nhiêu cái đèn thì hãy comment phía dưới nhá. Vậy là sau 30 giờ kiếm nguyên liệu và xây dựng, tôi đã thành công trong cái việc biến hóa một cái thủy cung nhìn vô cùng là nhàm chán như thế này thành một cái thủy cung như thế này. Anh em mà thấy hay đừng quên để lại cho tôi một like, một ấy từ từ chưa nói hết ấy từ từ. Thôi thì anh em xem nốt cái outro xong rồi like và sub cho tôi nhá. Ừ.